Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và hiện tại em đang có mặt tại nhà anh Thừa, có địa chỉ tại cách mạng đường Cách mạng tháng 8 nhé. Và ở quận Tân Bình. Ở đây thì em lắp cho anh là một chiếc vang số DB S900 DB boutique nha mọi người nhé. Dòng vang cao cấp nhất hiện tại bây giờ trên thị trường, không một dòng vang nào địch được nổi dòng vang này nhé. Cao cấp nhất. Và hiện tại thì thiết bị nhà anh dùng đang có là một đôi loa Yamaha, một đôi Bose. Đấy, một đôi Bose. Có thêm một đôi nhỏ để trợ lời nữa này. Và kết hợp cùng với đó là một chiếc đẩy Crown XLI này, Crown T7 này. Đấy. Anh mua hàng mới, cái này anh mới mua này. Và một chiếc đẩy Crown XLI 800 bộ mic JBL VM 300 nhé. Và một chiếc DAC để chuyển đổi nha. Và một chiếc súp đây nữa. Đợt trước anh chia sẻ là tiếng súp, tiếng loa đánh nó không giảm hết tiếng, thì hôm nay em đã căn chỉnh và cũng như là đồng pha xong, thì mời các bác lắng nghe chất âm của bộ dàn qua sự thể hiện của anh Thừa dưới đây nhé. Đây là không gian của anh, không gian trong phòng, lên không gian hơi hẹp nên là anh để loa ở trên nhé, loa ở trên. Đấy. Rồi mời các bác lắng nghe chất âm của bộ dàn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yêu nhau đừng